chương 61, tốt nghiệp chính là chia tay. Học kỳ mới lại bắt đầu, chu hữu hữu cuối cùng cũng có thể quay về trường. Kỳ trước hầu như cô đều phải nghỉ ở nhà, để có thể bắt kịp kỳ thi đại học, bình thường ở nhà cô cũng không lơ là việc học. Ở nhà, mọi người cũng đã suy nghĩ cho cô một phương án khác, tạm nghỉ học một năm, học lại lớp 12 cũng được. Nhưng chu hữu hữu không đồng ý, cô nghĩ dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, học hành cũng là chuyện đơn giản, vì thế nhờ phó lâm cùng cô học tập, kỳ thi tháng phó lâm liên tiếp đứng đầu trở thành đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng của trường mà bây giờ còn mỗi nửa kỳ chu hữu hữu nhất định phải cố gắng học tập cho tốt vừa đến lớp các bạn đã vô cùng quan tâm chăm sóc chu hữu hữu chuyện xảy ra họ đều nghe cả trong lòng cũng bất bình thay cô lần nữa ngồi vào trong phòng học thật giống như ngày hôm qua vừa tan học chu hữu hữu thích ứng rất nhanh bạn học cũng quan tâm cô hơn chuyện khác biệt duy nhất là bây giờ cô đến trường hay tan học đều là bố mẹ đưa đón hơn nữa cô cũng không cần học thể dục hoạt động ngoại khóa cũng không cần ngày trôi qua như vậy vô cùng nhàm chán cuộc sống trừ học tập cũng chỉ có học tập không bao giờ dám có suy nghĩ không an phận khác điều cô mong chờ bây giờ chính là sớm chút ném cây nạn này đi tính ngày một chút chỉ cần chờ tới tháng 5 là cô có thể hoàn toàn không cần chống gậy nữa rồi sau khi hình thành thói quen tất cả đều thành tự nhiên ngày trôi qua như nước chảy trồng nháy mắt Kỳ thi đại học chỉ còn 99 ngày đếm ngược. Giữa trưa hôm nay, Chu Hựu Hựu và Hà Thiến Tử tựa vào lan can nói chuyện phiếm với nhau, nhắc tới cuộc sống đại học nên vô cùng hưng phấn. Nhưng Hà Thiến Tử lại có chút thương cảm, tớ hình như có thể tưởng tượng ra, ngày tốt nghiệp chính là ngày tớ và Lâm Thịnh chia tay. "Đam Mỹ hay. Các cậu không học chung trường đại học sao?" Chu Hựu Hựu hỏi. "Cậu ấy muốn vào trường thể dục, mà tớ lại không muốn đi theo nên tớ mới nghĩ như vậy." Hà Thiến Tử lại hỏi cô, cậu và Phó Lâm hẳn là sẽ thi chung trường chứ? Chương 62, You Let Me Đây là lần đầu tiên Chu Hữu Hữu gặp Tương Tử Di ở khoảng cách gần như vậy, trên mặt thiếu nữ trang điểm nhẹ nhàng, nếu không nhìn gần sẽ không thể phát hiện. Trong lòng khó hiểu, tại sao lại dâng lên cảm xúc khẩn trương? Tương Tử Di bước lên một bước, trên mặt cười nhạt, Vạn Phương là bạn thân tôi, chắc cậu cũng nghe thấy rồi. Chu Hữu Hữu mím môi, vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào quan hệ của Vạn Phương và Tương Tử Di, trong quá trình thẩm án Chu Hữu Hữu đã mơ hồ biết. Chuyện này Chu Hữu Hữu muốn xóa sạch khỏi trí nhớ của mình, nhưng cũng không biết tại sao, luôn có người nào đó muốn khơi gợi lại. Giống như lúc này. Thấy Chu Hữu Hữu không nói lời nào, cô ta nói thêm, tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu, dù sao thì chuyện này cậu ấy cũng làm sai rồi. Khuôn mặt người trước mắt vô cùng chân thành. Cậu không cần xin lỗi giúp cậu ta. Chu Hữu Hữu nói, vết thương của tôi cũng sắp lành, cậu ta cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi, không ai nợ ai cả. Tương tử di ngẩn ra, lập tức cười nhạt, cậu nói đúng. Chu hữu hữu nhìn cô ta một cái, kéo Hà Thiến Tử ra khỏi nhà vệ sinh. Cũng không biết vì sao, một cái liếc mắt vừa rồi kia, Chu hữu hữu cảm thấy tương tử di trước mắt xấu xí vô cùng. Rõ ràng là cười mà còn khó coi hơn cả khóc. Đại khái là chứng minh cho câu nói tâm sinh tướng đi. Mùa xuân thật sự đã đến, trăm hoa khoe sắc, vạn vật sinh trưởng. Tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Buổi tối, lúc Chu Hữu Hữu làm bài tập đột nhiên nhận được tin nhắn của Phó Lâm. Đây, ngày mai anh sẽ đến Châu Nam một chuyến. Tiểu lười biến, hả? Sao vậy? Ray, ngày dỗ của mẹ anh. Chu Hữu Hữu nhìn mấy chữ này, trong lúc nhất thời lòng rung lên. Tiểu lười biến, vậy thay em hỏi thăm gì một tiếng. Ray, hey, không. Tiểu lười biến, vì sao chứ? Ray, hey, muốn em tự nói. Tiểu lười biến. Phó Lâm trực tiếp gọi video tới. Chu Hữu Hữu không biết tại sao lại nhớ tới lần đầu nói chuyện phím với Phó Lâm. Anh cũng bất ngờ gọi video tới như vậy, dọa cô sợ gần chết. Vừa nghe máy, khuôn mặt đẹp trai được phóng đại ngay màn hình. Phó Lâm nói, không phải em vẫn luôn muốn biết mẹ anh thế nào sao? Hôm nay anh sẽ nói cho em lúc này bài tập cô đã làm gần xong, dứt khoát để bút xuống chống cầm nghe anh nói. bà ấy rất thích cái đẹp, lúc biết mình mắc bệnh ung thư vú, bà ấy không phải sợ chết, mà là sợ xấu. phó lâm cười nhẹ, chữa trị hai năm, cắt bỏ rồi điều trị hóa chất khiến tóc rụng sạch, bà ấy vẫn kiên trì trang điểm mỗi ngày, mua rất nhiều kiểu tóc giả, không phải trị liệu thì đã lập tức ra ngoài du lịch. chu hữu hữu nghe xong, trong lòng không hiểu sao có chút thương cảm, nhất định gì là người rất dễ ở chung. Không, một chút cũng không dễ, bà ấy vô cùng cố chấp, giai đoạn cuối từ chối hết mọi loại chữa trị, ai nói cũng không nghe, bà ấy nói muốn chết cũng phải đẹp, không muốn chết một cách xấu xí. Phó Lâm nói, thổi nhỏ anh đã ở chung với ông bà ngoại, ý lại bố mẹ cũng không nhiều. Hai năm chữa trị kia, anh đi theo bà ấy khắp nơi, còn cao hứng muốn mở một quán trà sữa. Phó Lâm dừng một lát. Thật ra, càng tiếp xúc nhiều với Phó Lâm sẽ càng phát hiện, anh giống như người không bị thứ gì trói buộc nhưng lại là người nặng tình. Bất cứ chuyện gì trôi qua như nước chảy, anh lại có thể nhớ kỹ, kể cả cái cô thích hay ghét. Hựu hựu. Em đây. Chu hựu hựu nhanh chóng trả lời. Em nói xem có buồn cười không, you let me là tên mẹ anh đặt, rõ ràng là bà ấy rời xa mọi người trước, nhưng em nhìn xem, bà ấy lại nói mọi người rời xa bà ấy, bỏ mặt bà ấy. You let me là tên quán trà sữa kia trong lòng chu hữu hữu khựng lại cô chưa từng nghĩ cái tên này lại tồn tại như vậy chương 63, cùng nhau tiến bộ hôm nay ở trường công bố thành tích thi tháng phó lâm vẫn đứng nhất như cũ mà mạc dương người trước đây luôn giữ vững vị trí này đã không tham gia cuộc thi nữa nguyên nhân rất dễ đoán cậu ta được tuyển thẳng vào một trường đại học không cần tham gia thi cũng thật đáng tiếc cho phó lâm nghe thầy chủ nhiệm bên đó nói đáng ra cậu ta có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng trước đây lại trốn học nhiều lần nên bị hủy bỏ cơ hội này. Hà Thiến Tử cảm khái nói, nhưng mà dù cậu ta không được tuyển thẳng, với thành tích như bây giờ thì tùy tiện cũng thi được trường tốt mà thôi. Thật ra, chưa tới kỳ thi, cũng không ai biết trước tương lai như thế nào. Nhưng ở trong lòng Chu Hữu Hữu, Phó Lâm là người giỏi nhất. Mà hôm nay Phó Lâm không đi học à? Hà Thiến Tử hỏi. Chu Hữu Hữu gật đầu, hôm nay là ngày dỗ của mẹ anh ấy. Hà Thiến Tử ồ lên một tiếng, bảo sao? Đúng rồi, Hữu Hữu, cậu còn nhớ ngày này năm ngoái không? Nhớ. Chu Hữu Hữu cười thầm. Hai người thầm hiểu với nhau trong lòng. Ngày này năm ngoái chính là sáng sớm sau hôm Chu Hữu Hữu và Phó Lâm hôn nhau ở KTV, Phó Lâm cũng xin phép nghỉ học, mà Chu Hữu Hữu cũng tìm anh khắp nơi. Cũng từ ngày hôm đó, quan hệ hai người bắt đầu trở nên gần gũi hơn. Chớp mắt cũng đã một năm. Đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh. Chu Hữu Hữu tính nhẩm, cô và Phó Lâm đã quen nhau được một năm. Khoảng thời gian này, giữa bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lại giống như không có chút bước tiến mạnh mẽ nào. Nhưng Chu Hữu Hữu đã rất thỏa mãn, thế nên sợ hãi lo lắng gì đó cũng bay đi hết. Ngày thi đại học càng gần cũng đồng nghĩa với việc quan hệ của cô và Phó Lâm có thể đứt bất cứ lúc nào. Ai cũng không thể cho đối phương một lời hứa hẹn vĩnh viễn, huống chi, giữa bọn họ còn không có một câu hứa hẹn mỗi lần chu hữu hữu nghe hà thiến tử nói chuyện cô ấy và lâm thịnh theo bản năng cô sẽ nghĩ tới mình vậy cô và phó lâm thì sao chứ chỉ là chu hữu hữu chưa kịp nghĩ kỹ kỳ thi đại học đếm ngược cũng chỉ còn vài chục ngày thành tích của mọi người cơ bản cũng đã định hình xong chu hữu hữu vừa mong đợi kỳ thi đại học mau tới nhanh cũng vừa mong nó vĩnh viễn đừng tới mấy lần thi tháng thành tích của chu hữu hữu vẫn luôn có tiến bộ rất nhiều thành tích là một loại kiểm tra năng lực học sinh Trước kia chu hữu hữu không nổi lắm trong lớp, mặc dù kéo đàn nhị rất tốt, mỗi năm đều có giải thưởng, nhưng nhiều bạn học trong lớp cũng không thích cô. Mà bây giờ, bình thường sẽ có bạn tới hỏi cô bài, cứ thế qua lại, quan hệ cũng trở nên tốt hơn. Dưới sự giám sát của cô, thành tích của Hà Thiến Tử cũng tăng dần. chu hữu hữu thường xuyên cảm thấy, trí nhớ tốt còn không bằng viết ngoáy, những lời này đối với ai mà nói cũng vậy. Mặc dù Phó Lâm rất thông minh, những bài tập nhiều như vậy anh cũng phải viết nhanh mới làm xong được, mỗi lần thi đều đạt được hạng nhất. Hà Thiến Tử thường xuyên ghen tị nói, vì sao đều cùng hẹn hò, thành tích của hai người các cậu lại vẫn cao như vậy chứ? Chu Hữu Hữu suy nghĩ. Có lẽ là một tình cảm tốt đẹp sẽ khiến hai người cùng tiến bộ, bọn họ đều vì nhau, cùng nhau cố gắng trở nên ngày càng tốt. Ngày qua ngày, kỳ thi đại học đếm ngược từ 90 ngày biến thành 80 ngày, rồi trở thành 50 ngày, cuối cùng còn 20 ngày. Đến lúc chỉ còn lại một tuần, điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống cấp 3 sắp kết thúc. Sau khi thầy cô vào lớp cũng không giảng bài nữa mà là cùng học sinh tán gẫu những chuyện đã qua. Trốn học, tham gia hoạt động, bỏ thi. Các học sinh ngồi dưới tưởng niệm, nước mắt rưng rưng. Ở nơi này, mỗi hành lang, mỗi con đường, sân bóng rổ kia rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Bọn họ từng ở đây vui đùa, có mồ hôi, cũng có nước mắt. Ba năm cấp 3, hơn một nghìn ngày đêm bọn họ có mơ màng, cũng có tự tin, có tiếc nuối cũng có những điều vui vẻ. Dù sao, trên đời này bữa tiệc nào cũng phải tàn khiến chúng ta trân trọng từng giây từng phút. Chương 64, có thể làm bạn gái anh được không? Ngày 7 tháng 6 chính là ngày thi đại học. Điểm thi của chu Hữu Hữu là trường cấp 2 phong thị, hai ngày trước cô đã tới đây xem mình thi phòng nào, chỗ nào. Ngày thi chính thức đến, cùng với ngày bình thường không có gì khác nhau. Mây trên trời, người dưới đất xe trên đường, ngã tư, hàng cây bên đường vẫn thế. Chu Hữu Hữu cầm túi trong suốt, bên trong là giấy dự thi, chứng minh thư, bút lông đen, bút chì và tẩy. Môn thứ nhất là văn, 9 giờ đúng bắt đầu làm bài. Bài thi phát tới tay, Chu Hữu Hữu hít sâu một hơi, bắt đầu điền tư liệu làm bài. Lúc Chu Hữu Hữu đặt bút xuống, đồng hồ trên bảng đã là 11 giờ. Cả bài văn cô viết cẩn thận, mỗi lần viết xong lại đọc thầm một lượt kiểm tra, bảo đảm sẽ không vì sơ ý của mình mà lạc đề. Hai ngày sau, Chu Hữu Hữu vẫn duy trì tâm thế như vậy, cẩn thận không chút hoảng hốt. Ngày 8 tháng 6, 5 giờ chiều, tiếng chuông kết thúc, giải thoát hoàn toàn. Chu Hữu Hữu theo đám người ra khỏi cổng, nhìn một lúc đã thấy được bố mẹ đang chờ. Bố mẹ cô cũng không ngoại lệ, ở môi trường học tập này, tuy rằng không muốn cho Chu Hữu Hữu áp lực quá lớn, nhưng vẫn không nhịn được, xuất hiện bên ngoài trường thi hôm cuối cùng bố mẹ cũng không hỏi cô câu gì một trái một phải kéo tay đi tối nay nhà chúng ta ăn liên hoan con cũng đừng nghĩ nhiều bây giờ chỉ cần thả lỏng vui vẻ là được chu hựu hựu nhịn không được rưng rưng nước mắt lên xe chu hựu hựu nhận điện thoại mẹ đưa tới chuyện thứ nhất là gửi tin nhắn cho phó lâm tiểu lười biếng em thi xong rồi chỉ một câu này nhưng lại là câu cô muốn nói nhất chúng ta cuối cùng cũng thi xong kết thúc cuộc sống cấp ba đầu bên kia cười nhẹ nhắn lại, Ray, chú Hựu Hựu, Tiểu Lười Biến, ừm. Ray, thời khắc này anh đã chờ rất lâu rồi, Tiểu Lười Biến, em cũng vậy, Ray, không, không phải, Ray, có một câu anh vẫn luôn muốn hỏi em, Ray, nhưng chỉ có thể nhịn đến sau khi thi đại học xong mới dám hỏi, chú Hựu Hựu gấp gáp gửi một chuỗi dấu hỏi qua, Ray, có thể làm bạn gái của anh không? những lời này như thật như giả. Chu Hữu Hữu cầm điện thoại nhìn một lần lại một lần, nước mắt không nhịn được chảy ra, cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ của mình và Phó Lâm lúc gần lúc xa, thật ra vẫn luôn cần một câu nói. Có thể làm bạn gái của anh không? Nằm mơ cô cũng muốn. Vốn tưởng rằng tốt nghiệp chính là chia tay, nhưng lúc này, anh giống như cho cô một lời hứa hẹn, khiến cô cảm thấy tràn trề hy vọng. Tiết Chi Thu phát hiện con gái có chút khác thường, quay đầu nhìn trộm điện thoại cô, vỗ ghế lái phía trước lão chu không ổn rồi có người tỏ tình với hựu hựu của chúng ta chú hựu hựu sốt ruột che điện thoại mẹ tiết chi thu không có ý tốt nói không thể đồng ý nhanh như vậy được thế thì chẳng phải quá dễ dàng rồi sao chú hựu hựu xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống chú khải sơn ngồi trước cũng nói mẹ con năm đó cũng để cho bố phải theo đuổi ba năm nghĩ cũng thấy chua xót tiết chi thu bất mãn vậy ông đừng theo đuổi tôi tôi cũng không muốn để cho ông theo đuổi. Không không không, nữ vương đại nhân, anh sai rồi anh sai rồi. Chu Hữu Hữu cầm điện thoại, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên trả lời thế nào, chủ yếu là mẹ cô vẫn luôn ở bên cạnh giám thị. Suy nghĩ. Tiểu lười biến, buổi tối anh ăn gì? Thầy, không biết. Tiểu lười biến, em nhớ còn một quán ăn mình chưa đi. Tiểu lười biến, vậy em mời anh ăn mì. Thầy, được. Ray, anh mời. Tiểu lười biến, anh ở đâu? Ray, ở trong trái tim em. Chương 65, đâu có điều gì là trùng hợp. Chu Hữu Hữu cảm thấy Phó Lâm thật sự là người thích đùa dẫn lưu manh. Rõ ràng đã sớm cầm tay cô, hôn môi cô, còn không biết xấu hổ sau khi tốt nghiệp lại hỏi cô có đồng ý làm bạn gái anh không. Đây không phải là điển hình của đùa dẫn lưu manh thì là gì. Cho nên trước kia anh có tâm tình gì mà ôm hôn em? Chu Hữu Hữu nhịn không được hỏi. Phó Lâm cúi đầu cười trộm, trầm mặt không nói. Chu Hữu Hữu phòng má, có phải anh đều theo đuổi con gái như vậy không? Buổi tối ở Diêu Lép Mi vô cùng đẹp, bên trong có ánh sáng mờ nhạt, bên ngoài là ánh đèn đường. Chu Hữu Hữu và Phó Lâm đối mặt ngồi chung một chỗ, giống như lần đầu tiên hai người hẹn nhau đi uống trà sữa. Chỉ là bây giờ giữa bọn họ thiếu đi sự câu nệ, lại thân mật nhiều hơn. Phó Lâm nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô, trong tay còn đang cầm cốc trà sữa tự mình pha chế cười nói chu hữu hữu nói anh nghe em đang suy nghĩ lung tung gì đó có vài lúc phó lâm thật sự là hết cách giống như lúc này rõ ràng là chu hữu hữu nói bóng nói gió hỏi xem anh đã có bao nhiêu người bạn gái chu hữu hữu đỏ mặt không có gì không có gì cả người phó lâm hướng về phía trước thật sự không có gì hay là em cảm thấy anh là một người tùy tiện chu hữu hữu càng xấu hổ đưa tay đẩy phó lâm ra nhưng lại bị phó lâm cầm lấy đặt lên ngực mình anh nói chu hữu hữu lần đầu tiên hôn em ở ktv là anh cố ý chu hữu hữu nghe vậy tìm đập hụt một nhịp nhịp tim của anh truyền tới tay cô cũng nhanh hơn lúc anh nhìn thấy em đi qua cửa tính toán vừa chuẩn thời gian mặc kệ là ra cửa nhìn thấy ai anh cũng có thể bắt được em phó lâm xấu xa cười một tiếng anh có ý gì Em có thể ngốc hơn được nữa không? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, tất cả đều trong tính toán của anh. Bởi vì thân ảnh trên sân thể dục kia, mỗi ngày anh đi học đều nhìn bóng lưng đó đến ngẩn người. Mỗi lần cô đột nhiên xoay người nói chuyện với bạn bè sau lưng vài câu, cũng không biết gió từ đâu tới thổi nhẹ đuôi tóc cô, nắng chiếu đến trên mặt, cô nhìn anh một cái. Bởi vì người nào đó bên cạnh sân bóng rổ, anh sẽ nhịn không được mà đi đoạt bóng, lại như lơ đãng làm bên kia thấy mình di điểm. Cô đứng ở đó, ánh mắt giao nhau một giây rồi tách ra. Bởi vì trong căng tin xếp hàng lấy đồ ăn rất đông, anh theo thói quen thường ngồi một vị trí cố định, đối mặt với cô, sau đó chờ cô đi lướt qua người mình. Bởi vì thân ảnh kéo đàn nhị ở buổi diễn văn nghệ của trường, anh chủ động từ trong lớp chạy ra sân thể dục chỉ để thấy cô tự tin trên sân khấu. Thấy cô cẩn thận đi theo phía sau, tự cho là không bị phát hiện, nhưng cô lại không biết, anh cũng nhiều lần vụng trộm đi phía sau cô. Anh biết Bước chân của cô nhẹ nhàng im lặng, trên người mang theo hương thơm thoang thoảng như có như không. Anh biết cô thích cúi đầu nhìn đường, có lúc sẽ lơ đãng nghiêng đầu nhìn anh. Anh biết, lúc cô cười rộ lên đều thích đưa tay che miệng, đôi mắt sẽ sáng rực lên. Anh nghĩ tới tất cả những hình ảnh đẹp nhất của cô, là khi cô mặc trên người bộ váy cưới trắng, là khi cô bước đi trong ánh nắng chiều, là khi cô đứng dưới bầu trời sao. Tất cả mọi thứ khác, không gì có thể so sánh được với cô. Vì thế, anh không thể thỏa mãn chỉ dừng lại ở việc gặp mặt cô cô đã rơi vào tay anh cả cuộc đời này sẽ không thể thoát khỏi phó lâm tới bên cạnh hôn lên môi chu hựu hựu nói cho cô biết chu hựu hựu trước khi gặp em anh không biết yêu đương là thế nào bây giờ anh hy vọng em có thể ở bên anh từ nay về sau anh sẽ luôn nắm tay em từ đồng phục đến áo cưới sau đó tới khi đầu bạc đây là hứa hẹn của anh cho em thích em như lửa bất diệt không thôi trường lưu dư ôn chương 66, không có lúc nào là không muốn. Bước vào cuối thu cũng là năm học mới bắt đầu. Chu Hữu Hữu và Phó Lâm cùng chọn một trường đại học trong tỉnh, khác biệt duy nhất là một người học y, một người học âm nhạc. Trung tuần tháng 9 là lúc Chu Hữu Hữu tới bệnh viện Tháo Đinh Thép ở chân, vì thế cũng bỏ lỡ kỳ quân sự đẹp nhất của sinh viên. Một tháng sau cô mới làm thủ tục nhập học trễ, ngay ngày thứ nhất đã nhận được thư tình. Chu Hữu Hữu nhìn lá thư trong tay có chút dở khóc dở cười cô mới vào học được bao lâu chứ, tính ra cũng chỉ được vài tiết, bạn học trong lớp còn chưa quen đã nhận được thư tình. Nghĩ một chút, đối phương cũng quá qua loa rồi, quen cô được mấy ngày thôi mà. Chẳng lẽ không sợ cô là người xấu sao? Đầu bên kia điện thoại, Hà Thiến Tử cười hì hì nói, ngày đầu nhập học đã nhận được thư tình, chú Hữu Hữu, cậu lợi hại. Chú Hữu Hữu tiện tay nhét lá thư vào trong túi vải, nói với Hà Thiến Tử bên kia, lợi hại gì chứ, phải rồi, Phó Lâm đi xếp hàng lấy phiếu cơm giúp tớ, còn chưa nói chuyện thư tình với anh ấy. Phải nói đấy nhé, cũng phải cho cậu ấy biết cảm giác nguy hiểm. Chú Hữu Hữu cười, thôi, cậu đó, đừng chỉ để ý tới tớ, cậu thì sao, dạo này thế nào? Vẫn vậy thôi, nhưng ở bên này không khí không tốt chút nào, không có khẩu trang tớ cũng không dám ra ngoài cửa. Thời tiết còn rất khô ráo, cậu không thể tưởng tượng được nó khô thế nào đâu. Ai bảo cậu chạy đi học xa thế làm gì, bây giờ thì tốt rồi một năm không biết gặp nhau được mấy lần đầu bên kia lại cười thành tích thi tốt nghiệp của hà thiến tử cũng không quá kém bài thi đại học lần này cũng không khó học sinh chăm chỉ là có thể qua cuối cùng hà thiến tử chọn một trường đại học ở phương bắc nguyên nhân chủ yếu cũng là để né tránh tổn thương sau khi thi xong hà thiến tử quyết định chia tay với lâm thịnh vì lựa chọn này mà hà thiến tử lôi kéo chu hựu hựu khóc ba ngày ba đêm Cô ấy luôn nói mình không có cảm giác an toàn, thêm việc nguyện vọng của hai người khác nhau, sau này không có khả năng cùng nhau đi đến cùng. Hai người nói chuyện điện thoại xong, Phó Lâm cũng đi tới bên cạnh Chu Hữu Hữu. Nam sinh cao lớn đẹp trai, đi đến đâu cũng có người quay đầu lại nhìn. Giống như dù ở nơi nào, Phó Lâm cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. Chu Hữu Hữu đưa mắt nhìn anh, cảm thấy so với cấp 3, anh đã bắt đầu thay đổi, có một điều không thay đổi chính là vẫn đẹp trai như cũ. Anh cao hơn, bây giờ khoảng 1m85, tóc cũng dài hơn một chút, giống như một thư sinh. Quần áo mặc vẫn theo màu anh yêu thích, áo trắng quần đen vô cùng đẹp mắt. Phó Lâm đi tới, kéo Chu Hữu Hữu ngồi xuống, em đứng dậy làm gì? Chu Hữu Hữu bất đắc dĩ liếc anh một cái, đùi em không có vấn đề rồi, bây giờ có thể chạy nhảy, đứng cũng không thành vấn đề. Một tháng trước, cô lấy đinh thép ra khỏi chân, trên đùi lại nhiều thêm một vết sẹo dài. Không chỉ thế, tháng này cô còn không thể đi đâu, phải đợi vết thương khép lại còn cả xương khớp bên trong chu hựu hựu vẫn cảm thấy may mắn dưới lời khuyên của bác sĩ cô không chỉ thản nhiên tiếp nhận vết sẹo trên chân còn cảm thấy mình vô cùng vui vẻ so với chu hựu hựu trong lòng phó lâm lại vô cùng khó chịu từ đầu tới cuối anh luôn cho rằng mình không bảo vệ tốt cho cô vì thế cô mới gặp chuyện đau khổ như vậy phó lâm hận mình không thể trở thành hai chân của chu hựu hựu đi đâu cũng không muốn cho cô đi đưa ly trà sữa ấm và phiếu cơm trong tay cho chu hữu hữu phó lâm nói vẫn phải chú ý một chút chu hữu hữu cầm lấy uống một ngụm tâm trạng vô cùng tốt nhìn phó lâm anh nhịn không được cưng chiều đưa tay xoa đầu cô ngày đầu đi học cảm thấy thế nào các bạn đối với em vô cùng chăm sóc bạn cùng phòng cũng tốt còn giúp em giữ chỗ buổi tối hai người ăn cơm ở nhà ăn chu hữu hữu vô cùng chờ mong với cuộc sống đại học ăn cơm xong rồi cùng phó lâm đi dạo quanh trường nhưng dù sao cũng là đại học, diện tích rất lớn, đi mãi cũng không hết. Phó Lâm kéo Chu Hữu Hữu ngồi xuống ghế, anh ngồi xổm xuống xoa chân cho cô, có thoải mái không? Chu Hữu Hữu lắc đầu, vẫn tốt. Phó Lâm trước mắt khiến Chu Hữu Hữu cảm thấy vô cùng yên tâm, anh là người rất biết chăm sóc người khác, chuyện gì cũng vì cô mà suy nghĩ. Hai người đi dạo không được bao lâu, Phó Lâm nắm tay Chu Hữu Hữu cùng đi về ký túc xá. Bốn năm tới, Chu Hữu Hữu quyết định sẽ ở trong ký túc xá, còn phó lâm lại không lựa chọn ở trường thế giới của nhà giàu người bình thường sẽ không hiểu được giống như bố của phó lâm ông mua cho anh một căn nhà gần trường vì thế tất nhiên anh sẽ ở nhà mình từ thu đến đông từ đông sang xuân từ xuân sang hạ chớp mắt đã một năm trôi qua bọn họ thích ứng hoàn cảnh mới vô cùng tốt quen biết thêm nhiều người có thêm rất nhiều bạn cũng học được nhiều thứ tình cảm giữa phó lâm và chu hữu hữu càng trở nên ổn định nhiều lúc Chu Hữu Hữu cũng thích dựa vào Phó Lâm, bọn họ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đọc sách, cùng nhau sống dưới một mái nhà. Phó Lâm chuẩn bị cho Chu Hữu Hữu một gian phòng, trang trí căn phòng theo màu hồng cô thích, mỗi dịp cuối tuần đều sẽ đủ cô ở bên này qua đêm. Nhưng thời gian càng lâu, Chu Hữu Hữu càng nghi hoặc, yêu nhau lâu như vậy rồi, vì sao Phó Lâm vẫn không chạm tới cô? Buổi tối thứ hai, theo thường lệ, Phó Lâm đưa Chu Hữu Hữu về ký túc xá rồi lại quay về nhà mình. Trước khi chia tay, chu hữu hữu quấn lấy phó lâm hôn anh nồng nhiệt giữa hai người bọn họ bây giờ người chủ động đổi lại thành cô trở về phòng ngủ đám bạn cùng phòng treo chọc thế nào hôm qua các cậu có làm chuyện kia không chu hữu hữu ngồi vào ghế bất đắc dĩ nói không có các cậu đừng nghĩ nhiều tớ và phó lâm thật sự không xảy ra chuyện gì nghĩ nhiều đám bạn cùng phòng dồn dập hỏi chu hữu hữu thẳng thắn thành khẩn tớ thừa nhận là có ôm hôn nhưng vẫn chia phòng ngủ mà, không như các cậu nghĩ đâu. Mấy người bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng, trưởng phòng cẩn thận hỏi, cậu ấy cao lớn đẹp trai như thế, chẳng lẽ là gay? Chú Hữu Hữu như nghe được chuyện cười, thật sự là cậu nghĩ nhiều rồi. Đây thực sự là lời nói buồn cười nhất trong ngày hôm nay cô nghe được. Nhưng nghĩ một chút, Phó Lâm thường ngày luôn kiêu ngạo lạnh lùng, trừ cô ra cũng không tiếp xúc với người con gái nào khác. Một bạn cùng phòng nói, vậy cậu ấy sờ cậu chưa? chu hữu hữu nhíu mày sợ thế nào bạn cùng phòng tự mình làm mẫu chuẩn bị dở trò trên người chu hữu hữu chu hữu hữu sợ ngứa vừa cười vừa né tránh không có anh ấy sẽ không như vậy hơn nữa phó lâm là người vô cùng lịch sự lúc hôn môi anh thích sờ lưng cô hông cô và gáy nhưng trừ những nơi đó ra anh cũng không dám vượt rào vậy cậu ấy có phản ứng không có chu hữu hữu cũng không phải đầu gỗ mỗi lần hôn nhau, nơi nóng bỏng đó chọc vào bụng cô, tất nhiên cô biết đó là cái gì. Quan hệ với Phó Lâm ngày càng thân mật, lá gan của cô cũng ngày một lớn, đôi khi còn khiêu chiến quyền uy của anh. Nhưng vì sao Phó Lâm lại không chạm vào cô chứ? Một hai tháng còn có thể hiểu được, bọn họ đã yêu nhau hơn một năm rồi. Có trời mới biết, chu Hữu Hữu mong chờ chuyện kia như thế nào, hơn nữa đối phương còn là Phó Lâm. Đám bạn cùng phòng giúp chu Hữu Hữu phân tích, càng nói càng loạn thật sự không nhịn nổi nữa, Chu Hựu Hựu gửi tin nhắn cho anh. Tiểu lười biến, anh có đó không? Rất nhanh, đầu bên kia trả lời. Phó, ừm, sao vậy? Tiểu lười biến, muốn hỏi anh một vấn đề. Em nói đi. Một năm nay ở bên nhau, anh cảm thấy hài lòng không? Rất vui. Vậy có lúc nào cảm thấy thất vọng không? Không có. Vậy anh có chờ mong gì không? em muốn nói gì? Chẳng lẽ anh không muốn đưa em lên giường sao? Một phút. Hai phút. Phó Lâm gửi lại một chữ, có. Không có lúc nào không muốn. Chu Hữu Hữu nâng điện thoại, tim đập nhanh dần. Chỉ vài chữ như vậy nhưng giống như nói với cô hàng vạn câu ngôn tình vậy. Chu Hữu Hữu trốn trong chăn đỏ mặt, dù sao anh cũng không thể nhìn thấy cô, vì vậy lại không biết xấu hổ gửi qua một câu. Tiểu lười biếng vậy tại sao không làm? Phó. Phó, chu hựu hựu Phó, hơn nữa đêm em phát điên gì vậy? Tiểu lười biến, em không phát điên. Phó, muốn treo anh. Tiểu lười biến, chỉ là tò mò không biết tại sao anh lại có thể nhịn được. Theo bạn cùng phòng cô miêu tả, nam sinh tuổi này đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, mà Phó Lâm lại vô cùng khác thường, rõ ràng hai người ở chung một nhà mà anh vẫn có thể làm chính nhân quân tử, điều này khiến cho chu hữu hữu cảm thấy gấp hộ anh phó nhìn cái gì phó lúc ông đây tự xử em nhìn thấy chưa tiểu lười biến chưa tiểu lười biến vậy lần sau em giúp anh phó không cần tiểu lười biến tiểu lười biến vì sao chứ phó chu hữu hữu tiểu lười biến em đây phó em năm nay bao nhiêu tuổi tiểu lười biến còn một tháng nữa là tròn 18. Phó, rất tốt. Chờ một tháng nữa. Ông đây cho em biết thế nào là không xuống được giường. Chương 67, em muốn anh. Lại một tuần nữa trôi qua. Sáng sớm Chu Hựu Hựu đã vụng trộm chạy tới nhà Phó Lâm. Cô không chỉ có chìa khóa mà đến cả mật mã vào nhà anh cũng là sinh nhật cô. Nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 6 giờ. Chu hữu hữu cũng bồi phục mình cuối tuần lại có thể dậy sớm như vậy nguyên nhân chủ yếu là muốn tự tay làm bữa sáng cho phó lâm dù anh là sinh viên trường y nhưng lại có bệnh dạ dày đều là do trước kia không bao giờ ăn sáng còn bữa đói bữa no thật ra bệnh của anh cũng đã lâu không tái phát nhưng gần đây vì chuyện ở trường lại bắt đầu không ăn cơm chú hữu hữu rất tức giận nhưng nhịn không nổi lại chạy tới nấu cháo cho anh nói thật làm sinh viên học viện âm nhạc chu hữu hữu còn thoải mái hơn phó lâm rất nhiều từng nhìn thấy giáo trình dày cộng của anh chu hữu hữu tự thấy mình may mắn trước kia không bị ấm đầu theo anh học y thiệt thòi cho cái đầu thông minh của phó lâm lại phải học mấy môn kia nếu đổi lại là cô chưa đọc hết chắc đã treo cổ chết mất đặt thời gian nấu cháo cho nồi chu hữu hữu rón rén chạy tới phòng phó lâm ai có thể nghĩ căn nhà này từ năm trước tới nay đã tăng giá gấp đôi cho nên có thể nói người khác đi học chỉ tiêu tiền phó lâm đi học lại là kiếm tiền căn nhà này có nhiều người nửa đời cố gắng chưa hẳn có thể mua nổi phòng anh không khóa tiện cho cô vào đã sang thu buổi tối đã bắt đầu phải đắp chăn đi ngủ chú hựu hựu chạy lên giường chui vào trong chăn ôm chặt phó lâm phó lâm luôn ngủ không sâu cô vừa đi vào anh đã tỉnh thuận thế ông cô vào lòng anh lầu bầu hỏi mấy giờ rồi sáu rưỡi chú hựu hựu ngoan ngoãn trả lời phó lâm nghe vậy Đưa tay vỗ vỗ mông Chu Hựu Hựu, không phải nói không ngủ đủ sao? Sáng sớm đã chạy tới đây làm gì? Em tới nấu cháo cho anh. Cô lại bắt đầu lải nhải, anh bị bệnh dạ dày đó. Anh biết đêm qua lúc anh nói bị đau dạ dày em đã muốn chạy tới đánh anh một trận không? Bảo anh ăn cơm anh lại không ăn, tức chết em rồi. Phó Lâm cười, nhắm mắt lại cọ cầm lên tóc cô, thật hung dữ. Còn hung dữ hơn được nữa ấy chu hữu hữu vừa nói vừa mở miệng cắn lên ngực phó lâm a à, phó lâm hít vào một hơi nhưng không phải vì đau mà trước ngực tê dại thấy anh như vậy chu hữu hữu nhịn không được đưa tay xoa nhẹ nơi mình vừa cắn còn tưởng anh đau thật lúc ngủ phó lâm thích để trần nửa người trên vì vậy tình huống trước mắt là bàn tay nhỏ của chu hữu hữu vuốt ve ngực anh chọc anh một thân nửa nóng cuối cùng anh nhịn không nổi đè tay chu hữu hữu lại cúi đầu cắn môi cô mang theo ý trừng phạt nhưng vì nằm trên giường nụ hôn này khác với trước kia rất nhiều chẳng biết từ lúc nào phó lâm đã chống nửa người ở phía trên chu hựu hựu mà hai mắt cô vẫn đang mơ màng cả người mất đi lý trí hôn một lúc phó lâm kịp thời dừng lại anh từ trên người chu hựu hựu nằm lại xuống cạnh cô ôm và cọ cọ lên cổ cô cả người anh giống như muốn nổ tung có trời mới biết anh bội phục trước sự nhẫn nại của mình thế nào chu hựu hựu cũng không khá hơn chút nào toàn thân khô nóng không thôi cô cò cọ trên ngực Phó Lâm, làm nũng giống khi gọi tên của anh. Lại đây, còn muốn hôn. Bây giờ cô vẫn có thể nhận được, lá gan không chỉ lớn hơn, còn có nhiều chiêu thức khiến anh chống đỡ không nổi. Phó Lâm lại cúi đầu thỏa mãn hôn cô một cái, chủ yếu là ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chính anh cũng không nhịn nổi. Gắn bó triền miên, kể cả nội tâm mềm mại nhất cũng muốn cho cô. Chú Hữu Hữu vẫn không thỏa mãn, hai tay lại cọ tới cọ lui thêm dầu vào lửa. Bởi vì thường xuyên tập luyện, dáng người Phó Lâm càng ngày càng tốt, muốn cơ ngực có cơ ngực, muốn cơ bụng có cơ bụng, nhìn cảnh đẹp trước mắt, ai có thể nhịn. Nụ hôn này kết thúc, hơi thở của hai người đều bất ổn. Chu Hựu Hựu giống như bạch tuộc dán trên người Phó Lâm. Phó Lâm đưa tay nâng cầm Chu Hựu Hựu lên, hai trán cọ vào nhau, khàn khàn lên tiếng, "Biết em nghĩ gì, nhưng không thể được, anh cũng không muốn mang tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu." chu hữu hữu vừa thẹn vừa giận mở miệng cắn môi phó lâm anh cũng thật có nguyên tắc đấy không phải chu hữu hữu không tự ái mà là tốt xấu gì cô cũng sắp trưởng thành nhu cầu sinh lý cũng có nhất là ở cái tuổi này đối với chuyện kia vô cùng tò mò thật sự rất muốn nếm thử một lần nhưng mà bây giờ chu hữu hữu đã không phải là tâm tư muốn nếm thử một lần nữa mà là muốn chinh phục phó lâm cô muốn xem thử anh có thể nhịn được tới bao giờ đếm trên đầu ngón tay tính ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch, 18 tháng 10 dương lịch. Qua quốc khánh vài ngày chính là sinh nhật của cô. Chu Hựu Hựu hận sinh nhật không thể tới nhanh hơn một chút. Tính ra, Phó Lâm lớn hơn cô một tuổi, sinh nhật anh là tháng 2 âm lịch, hai người đã cùng nhau trải qua, là một việc vô cùng có ý nghĩa, đó chính là lên vùng núi quyên góp đồ. Lúc ấy thời tiết còn rất lạnh, Chu Hựu Hựu đi bên cạnh Phó Lâm như con gà con, sau khi về còn bị ống hai tuần mới khỏi. Nhưng dù sao, sinh nhật cũng vô cùng có ý nghĩa. Năm ngoái, sinh nhật Chu Hữu Hữu sau khai giảng không được bao lâu, đại gia Phó Lâm trực tiếp đưa cô đi du lịch, vừa vặn trùng với ngày nghỉ quốc khánh, hai người chạy tới núi ngắm tuyết rồi lại đi chơi biển, khiến Chu Hữu Hữu vô cùng thích thú. Mắt thấy sinh nhật cũng sắp tới rồi, Phó Lâm cũng phải hỏi Chu Hữu Hữu xem cô muốn quà gì. Thật ra cô đâu có thiếu thứ gì nữa, ngày nào anh cũng tặng cô son môi, túi sách, trang sức đủ loại. Chu Hữu Hữu không thèm suy nghĩ nói thẳng, em muốn anh. Em giữ ý tứ chút được không? Phó Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, trên mặt là vẻ cưng chiều. Chu Hựu Hựu nháy mắt, giữ ý tứ có thể ăn được anh sao? Ở chung lâu ngày, Phó Lâm cũng phát hiện ra một điều, con thỏ nhỏ ngốc nghếch này của mình thực chất chính là tiểu hồ ly. Đừng nhìn vẻ ngoài thanh tĩnh ngoan ngoãn của cô, thực chất ở trước mặt anh lại nghịch ngợm vô cùng. Anh cũng kết bạn với khá nhiều người ở trường mới, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm, anh sẽ đưa chu hữu hữu theo mỗi lúc như vậy cô sẽ vô cùng ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Trưa nay em muốn ăn gì? Phó Lâm hỏi. Còn chưa để cô nói, Phó Lâm đã đưa tay che miệng cô, thôi đừng nói nữa. Không cần nghĩ nhiều cũng biết cô nhất định muốn nói ăn anh. Chu Hữu Hữu cười hai tiếng, kéo tay Phó Lâm xuống. Anh nấu gì em cũng ăn. Hai ngày trước nghe em lại nhảy nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, đợi chút anh đứng dậy đi ra phòng bếp. Chu Hữu Hữu ngồi trong phòng đắc ý. Yêu nhau hơn một năm nay, Phó Lâm đã trở thành một người vô cùng ngoan ngoãn, dù gần trường có rất nhiều quán ăn nhưng anh vẫn thích tự tay xuống bếp nấu cơm. Làm sinh viên là chuyện vô cùng hạnh phúc, việc học không quá bận rộn, còn có thể ở bên cạnh người mình yêu mỗi ngày. Mấy năm sau, mỗi khi Phó Lâm nhớ lại khoảng thời gian này, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Chu Hữu Hữu cũng vậy. Bây giờ cô đang học dương cầm, mỗi lần học xong sẽ chạy đi luyện đàn thời gian khác lại chạy tới bên phó lâm thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt đã tới năm thứ hai của đại học chuyện trong trường cũng không ít chu hữu hữu bớt chút thời gian đi học lái xe lên năm hai rồi mà cô vẫn chưa có bằng phó lâm thì khác tốt nghiệp cấp ba không lâu anh đã thi xong sau bữa trưa hai người ngồi đối diện nhau đọc sách chuyên ngành của phó lâm phải nhớ rất nhiều chu hữu hữu lại thoải mái vô cùng đọc sách hai tiếng phó lâm có chút mỏi mắt đang muốn đưa tay xoa chu hựu hựu đã nhanh chân đi tới xoa bóp huyệt thái dương cho anh mắt cũng cần nghỉ ngơi chu hựu hựu đau lòng đến lúc cận rồi thì không tốt chút nào Khóe miệng phó lâm nhếch lên nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cô dạo này anh bận lắm à chu hựu hựu hỏi phó lâm ừ một tiếng hay là ngủ trưa một chút đi tối qua anh đau dạ dày chắc ngủ cũng không ngon giấc giọng nói cô dịu dàng giống như đang dỗ dành anh ngủ. Phó Lâm lại kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, em biết. Sao lại không biết cho được? Nghe anh nói đau bao tử là em hiểu cả. Anh rất giỏi chịu đau, tất nhiên sẽ không dễ dàng nói với em mình đau dạ dày. Lúc ấy đã 12 giờ, nếu em có thể ra khỏi ký túc xá, nhất định sẽ chạy tới. Trong trường học buổi tối có bảo vệ, tối qua chu hữu hữu trong phòng ngủ, ai ngờ nửa đêm nhận được tin nhắn của Phó Lâm nói mình đau dạ dày anh là sinh viên trường y, nhất định biết mình nên uống thuốc gì, nhưng ban đêm lại nói với cô chuyện này, trong lòng nhất định vô cùng yếu ớt. Anh ngủ một lát đi, em làm bánh mì nướng cho anh, chờ anh đói bụng lại lấy ra ăn. Lần sau nếu để em biết anh không ăn cơm, xem em xử lý anh thế nào. Cô bày ra dáng vẻ tức giận. Phó Lâm dứt khoát ôm cô lên, đi vào phòng ngủ, đi thôi, ngủ cùng anh một lát. Chương 68, sinh nhật vui vẻ mong sao ngóng trăng cuối cùng sinh nhật chu hữu hữu cũng đã tới sáng sớm cô đã nhận được điện thoại chúc mừng của bốn người trong nhà còn gửi thêm tiền tiêu vặt cho cô để cô muốn mua gì thì mua đám bạn cùng phòng của chu hữu hữu cũng vô cùng quan tâm cô giữa trưa mua một chiếc bánh ngọt lớn một phòng bốn người cùng thổi nến chúc mừng lên đại học nhân duyên của chu hữu hữu luôn rất tốt không chỉ là các bạn cùng phòng mà còn cả hầu hết các bạn trong lớp nhiều người biết hôm nay là sinh nhật chu hữu hữu còn chạy tới nói chúc mừng sinh nhật cô một tiếng. Chu Hữu Hữu cũng rất vui vẻ, từ hôm nay trở đi cô đã bước vào tuổi 18, đã là người trưởng thành. Ha ha, có thể làm được nhiều chuyện muốn làm rồi. Buổi tối, tất nhiên Chu Hữu Hữu muốn ở bên Phó Lâm. Nhưng thật không may, hôm nay là thứ ba, Chu Hữu Hữu học cả ngày, Phó Lâm đương nhiên cũng vậy. Hai người đã hẹn nhau học xong thì đợi ở cổng trường, cùng nhau đi mua đồ về nhà nấu cơm so với hai sinh nhật trước đây trải qua cùng Phó Lâm, sinh nhật lần này đơn giản hơn nhiều, nhưng chu Hữu Hữu lại rất thích. Cô thích nhìn Phó Lâm mặc tạp về nấu ăn, cũng thích nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc bận rộn. Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ. chu Hữu Hữu no say ngồi trên sofa không muốn động đậy, một mình Phó Lâm thu dọn tàn cuộc. Chờ Phó Lâm rửa bát xong, chu Hữu Hữu đã nằm ngủ trên sofa. Nói thật, chu Hữu Hữu cũng bị bản thân làm cho tức chết sớm không ngủ muộn không ngủ lại ngủ đúng lúc này. Nguyên nhân cũng do đêm qua cô quá hưng phấn, quá chờ mong, cả đêm không ngủ nổi. Hôm nay lại học cả ngày, giữa trưa cũng không được nghỉ ngơi, bây giờ cô đã buồn ngủ đến không chịu được. Phó Lâm sợ đánh thức cô, vội vào phòng ngủ ôm một chiếc chăn mỏng ra đắp cho cô. Tối nay anh đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng, đến mở cô cũng chưa kịp mở, nhưng anh cũng không để ý. Phó Lâm ngồi xổm xuống trước mặt Chu Hữu Hữu nhìn cô, cuối cùng cô đã đủ 18 tuổi. Nghĩ tới đây, trong lòng anh có chút tê dại. Sau này còn rất nhiều lần 18, anh sẽ cùng cô trải qua tất cả. Phó Lâm cứ như vậy lặng lặng nhìn cô ngủ, nhìn hơn nửa tiếng, hai chân đã tê cứng, anh đứng dậy ngồi xuống sofa xoa bóp. Chu Hữu Hữu nằm nghiêng người trên sofa, quần trên cẳng chân hơi vén lên trên. Phó Lâm nhìn vết sẹo trên đùi cô, trong lòng căng thẳng. Anh nhẹ nhàng nâng chân cô đặt lên bắp đùi mình lấy ngón tay xoa nhẹ lên vết sẹo nhất định là rất đau lúc ấy sao cô lại có thể nhịn được phó lâm cúi đầu hôn lên vết sẹo một cái lại cẩn thận kéo ống quần xuống chu hựu hựu ngủ khoảng hai tiếng lúc cô tỉnh dậy đã hơn 10 giờ phát hiện mình đang nằm trên giường phó lâm nhưng cũng chỉ có một mình cô cô vẫn buồn ngủ không phân biệt rõ đâu là thật đâu là mơ nhưng rất nhanh cô ngồi dậy gọi một tiếng phó lâm không ai trả lời chu hựu hựu nhưng cô nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm. Chu Hựu Hựu cũng mặc kệ, trực tiếp đi chân trần chạy tới. Cửa phòng tắm không khóa, Phó lầm bên trong đang dùng vòi hoa sen. Phòng tắm rất lớn, bên trong có vòi hoa sen, còn có cả một bồn tắm để ngâm, một chiếc gương trang điểm được Chu Hựu Hựu độc hưởng. Động tĩnh mở cửa của Chu Hựu Hựu rất lớn, Phó Lâm tắt vòi hoa sen rồi quay đầu lại. Thời điểm ánh mắt hai người giao nhau, Chu Hựu Hựu không khỏi nhìn xuống dưới một lượt không được cô chảy máu mũi mất chú hựu hựu vội vàng che mắt phó lâm cười nói em tỉnh rồi đợi chút anh sắp xong dứt lời vòi hoa sen lại lần nữa mở ra chú hựu hựu nhìn không được lại nhìn trộm qua khe hở mắt nhìn nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt giá người thật sự quá tốt nhìn bờ vai rộng còn có bờ mông kia nữa trời ạ à, cô có tài đức gì mà có được anh vậy chứ đây là lần đầu tiên chu hữu hữu nhìn thấy phó lâm khỏa thân không chút che giấu mặc dù anh có thói quen cởi trần ở nhà tập luyện nhưng nào có như bây giờ bảo sao đàn ông thích phụ nữ dáng đẹp phụ nữ không phải cũng vậy sao chu hữu hữu lập tức bỏ tay xuống trắng trận không chút kiên nể ngồi lên nắp bồn cầu chuẩn bị thưởng thức nhưng lại không may cô vừa ngồi xuống phó lâm đã cầm lấy khăn tắm vây lấy thân mình anh đã tắm xong sao lại không biết ngượng như vậy chứ trên mặt và tóc anh còn mang theo nước, bên hông là khăn tắm rộng rãi thoải mái. Lý trí chu hữu hữu hoàn toàn mất sạch, nhìn anh ngây ngô cười. Phó Lâm đưa tay nháo khuôn mặt cô, ngủ đủ chưa? Cô gật đầu, đủ 10 phần tinh lực. Nhưng sao anh không gọi em dậy? Không đành lòng, nhìn em ngủ như heo con vậy. Anh lấy khăn khô chuẩn bị lau tóc, chu hữu hữu thấy vậy, thuận tay nhận lấy giúp anh lau. Nghĩ cũng cảm thấy đáng giận, sau khi anh tốt nghiệp đã cao lên một M85, còn cô vẫn cứ dừng lại ở một m 60 không chút thay đổi. Cho nên mỗi lần hai người âu yếm, không phải anh không lưng thì cũng là cô kiển chân. Lúc này cũng vậy, Phó Lâm theo thói quen cúi đầu. Chu Hữu Hữu dùng khăn lông mềm mại giúp anh lau tóc. Quà sinh nhật của em đâu? Chu Hữu Hữu hỏi. Phó Lâm dùng cầm hướng ra ngoài, đều bày ở trên bàn, chờ em mở. Cô cười như tên trộm, đưa tay giữ cổ anh, anh không được đổi ý, nói hay lắm, quà sinh nhật của em chính là anh. Nhưng mà không đợi được Phó Lâm trả lời, chu Hữu Hữu cũng cảm giác được nơi nào đó chọc vào người mình, cô cũng đã rõ câu trả lời của anh. chu Hữu Hữu cúi đầu cười thầm, sau đó lại ngẩng đầu nói, vậy anh mau ra giường nằm đợi em, em tắm một cái thơm tho sẽ ra ngay. Dứt lời cũng đẩy Phó Lâm ra khỏi cửa. Nhưng Phó Lâm lại làm dáng vẻ không muốn đi, anh đợi em ở đây. Không được vì sao không em ở trong đây nhìn anh tắm anh cũng không đuổi em không giống nhau chu hữu hữu sốt ruột dậm chân cô nhìn anh cũng không cảm thấy xấu hổ nhưng nếu bảo anh nhìn chầm chầm cô tắm cô xấu hổ muốn chết mất anh mau đi ra đi phó lâm cũng không nói thêm gì sợ chút nữa chọc cô tức giận vẫn là mình dỗ danh anh ngoan ngoãn ra khỏi phòng tắm còn tận tâm đóng cửa phòng lúc này trong phòng tắm chỉ còn một mình chu hữu hữu đồ của cô ở đây vô cùng đầy đủ sản phẩm dưỡng da đồ trang điểm rửa mặt có đủ cô chậm rãi tắm rửa bất kỳ một góc cũng không tha cuối cùng một giờ sau bạn học chu hựu hựu cũng đã xong xuôi nhưng chờ cô lại là phó lâm nằm ngủ trên giường không phải chứ hôm nay hai người bọn họ bị sao vậy chu hựu hựu cẩn thận đi đến bên giường nhìn đồng hồ bây giờ cũng không còn sớm đã hơn 11 giờ phó lâm yên lặng nằm nghiêng trên giường nhắm mắt cũng không biết anh đã ngủ bao lâu đèn ngủ mờ nhạt chiếu vào gò má anh dáng vẻ vô cùng thanh tĩnh cảm xúc hưng phấn của chu hựu hựu cũng đã lui bớt cô nhẹ nhàng lên giường chui vào trong ngực phó lâm những thứ tạp niệm ngổn ngang trong lòng cũng dần không còn nhưng chu hựu hựu đã quên phó lâm là người ngủ không sâu lúc cô vừa mở cửa phòng tắm ra anh đã tỉnh càng miễn bàn là cô còn nhảy vào trong lòng anh anh thuận thế khép chặt cánh tay ôm cô dán sát vào người mình. Anh còn chưa ngủ. Chưa kịp nói xong, đôi môi đã bị che lấp. Phó Lâm đã đợi ngày này quá lâu rồi, hôm nay anh nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời. Lúc chính thức kết thúc, trời đã hửng sáng. Phó Lâm ôm chu Hữu Hữu lần nữa đi tắm rửa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người giúp cô, nhìn từng vật đỏ hồng trên người mà mình để lại, có chút đau lòng. Lần đầu tiên, anh đã cố gắng khắc chế bản thân, nhưng dù sao cũng là trai tân, nhịn không được càng muốn nhiều hơn muốn nuốt cô vào trong bụng cũng muốn cô hòa vào làm một với mình giống như phá vậy anh nói chu hựu hựu nhíu mày làm nũng nói đều do anh hại đau không vẫn tốt cô vương tay muốn ôm anh mau ngủ thôi em buồn ngủ quá thật ra cảm giác đau đớn cũng không quá rõ ràng đại khái là do làm nhiều lần mà sát quá nhiều mới không cẩn thận đau xót một chút cả buổi tối cô bị phó lâm giày vò, kêu trời kêu đất xin tha thứ. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cảm giác này vô cùng tốt đẹp, ngay lần đầu tiên đã hoàn toàn vượt điểm mát. Chu Hữu Hữu không còn sức nằm trong ngực phó lâm, ỉ lại vào anh, nói một câu ngủ ngon. Đến cuối cùng cũng hồ đồ không biết rốt cuộc là mình ăn anh hay anh ăn mình. Phó Lâm nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không ổn, hơn nửa đêm đứng dậy mặc quần áo, hạ thấp người nói với chu Hữu Hữu trên giường, anh ra ngoài mua thuốc cho em. Chu Hựu Hựu lẩm bẩm nói một tiếng, cũng không biết cô có nghe thấy hay không. Sau đó hơn nửa đêm, Phó Lâm chạy đi tìm hiệu thuốc. Anh cẩn thận bôi thuốc cho cô, sau đó lại ôm lấy cô ngủ. Sinh nhật vui vẻ. Từ nay về sau, sinh nhật nào anh cũng sẽ ở bên em. Chương 69, say rượu. Lại là một năm mới. Tốt nghiệp trung học đã hơn 3 năm, trong nhóm lớp đang ầm ĩ muốn học lớp. Chu Hựu Hựu luôn là người nói ít, lần này phá lệ nhắn một câu phải lớp trưởng tổ chức đi vì thế mọi người trong lớp cũng hùi nhau đồng ý về chuyện tổ chức ở đâu khi nào cụ thể hơn nữa thì giao cho lớp trưởng phương dương đối với bạn bàn trên của mình chu hữu hữu cảm thấy lớp trưởng phương dương hơi nhiều chuyện một chút nhưng vẫn là người có trách nhiệm nhất là việc tổ chức hoạt động lớp vô cùng tận tâm đều nói học lớp sau này sẽ không bao giờ đầy đủ được bởi vì luôn có người bận rộn không thể tới lần này học lớp cũng vậy một lớp hơn 50 người mà cũng chỉ có 30 người tới, cũng đã là khá đông đủ rồi. Có vài bạn học phải tới tỉnh khác xa xôi, vài năm đều không trở lại, có vài bạn gia đình có điều kiện tốt cũng ra nước ngoài ăn Tết. Ngày học lớp vào mùng 6 Tết. Vì sao Chu Hữu Hữu muốn tham gia học lớp? Là vì hoài niệm. Thời gian học cấp 3 là thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô. Khi ấy, cô thầm mến một người, mỗi ngày chỉ trong ngóng được gặp anh. Nhưng không ngờ được sẽ có một ngày hai người lại được sánh bước bên nhau càng khó tưởng tượng ra bọn họ đã nắm tay nhau trải qua hơn ba năm mỗi lần nhớ lại chu hữu hữu nhịn không được vui mừng có đôi khi trời giường thấy người bên cạnh là phó lâm cô lại cười tới phát ngốc ngày đó phó lâm lái xe đưa chu hữu hữu tới khách sạn bố anh phó kỳ xương đặt trong ga ra vài cái xe đơn giản nhất cũng là chiếc bmw phó lâm lại không thích treo rao khoe khoang nhưng thay vì đi bộ anh vẫn quyết định đi chiếc bmw kia Khác với con trai, Phó Kỳ Sương lại cực kỳ thích khoe khoang khắp nơi. Ông đau lòng con trai đi học bên ngoài, mỗi tháng gửi tiền tiêu vặt cho anh bằng tiền một năm của những người khác. Không những thế, ông còn mua cho anh mấy chiếc xe giới hạn bảo anh thể hiện phong cách trong trường. Phó Lâm vô cùng ghét bỏ. Trên đường, Phó Lâm dặn đi dặn lại không cho chu Hữu Hữu uống rượu. Với tử lượng của em, lúc bị người ta bán đi chắc vẫn còn chưa tỉnh. Hai tay anh lái xe, sau đó lại nói còn nhớ chuyện lần trước say rượu không chu hữu hữu nghe vậy trừng mắt nhìn phó lâm anh còn không biết xấu hổ mà nói lần đó không phải anh dụ dỗ em uống sao cái gì mà rượu vang cao cấp bao nhiêu năm mới có một chai vô cùng kỳ diệu hơn một tháng trước tết dương lịch sau khi phó lâm cai thuốc cũng không hiểu sao lại thích uống rượu thu thập rượu từ khắp nơi mang về nhà chai rượu vang đó cũng xem như là khoảng thời gian anh thích nhất lúc ấy chu hữu hữu nếm thử một ngụm ghét bỏ nhíu mày, khó uống quá, không uống nổi. Anh lại rót thêm cho cô một ly, uống chậm thôi, từ từ thưởng thức. Lúc ấy hai người ngồi xem phim, không khí vô cùng tốt, vì thế chu hữu hữu nâng ly uống một chút, bất trì bất giác lại uống thêm vài ly nữa. Tính ra, đây là lần đầu tiên cô uống nhiều rượu như vậy, sức ngấm của rượu vang rất lớn, chu hữu hữu nhanh chóng đã say. Mà cô say rượu cũng không ngoan ngoãn đi ngủ, nhất định muốn cưỡi trên người phó lâm nói muốn bắt chước nữ thượng vị trên phim phó lâm dỗ dành mà cô cũng không thuận theo khóc lóc nói anh bắt nạt mình cuối cùng phó lâm cũng nhận thua hầu hạ cô như nữ hoàng nhớ tới ngày ấy chu hựu hựu nhìn không được vẫn đỏ mặt đêm đó hình như cô rất biến thái lôi kéo anh muốn xem một đêm bảy lần có phải là sự thật hay không cuối cùng phó lâm cũng đã chứng minh được loại chuyện ấy là có khả năng không hổ là tuổi trẻ thể lực thật tốt đến cửa khách sạn Phó Lâm dừng xe. Anh nhiên lại gần, hôn cô một cái. Tiểu cô nương hôm nay ăn mặc vô cùng cẩn thận, đeo trang sức thanh nhã, còn uống xoăn tóc, khác biệt với phong cách đáng yêu thường ngày. Chu Hựu Hựu trang điểm quyến rũ, tóc dài xõa ra, rất giống người phụ nữ trưởng thành. Trước kia trông như một đứa trẻ, hai năm này, dưới sự chăm sóc của anh, nơi cần lớn cũng đã lớn, vô cùng khiêu khích. Trong lòng Phó Lâm bỗng nhiên không muốn thả cô đi, muốn lái xe tới nơi không người đè cô xuống dưới thân khiến cô cầu xin tha thứ thời gian không còn sớm chu hựu hựu vội vàng xuống xe phó lâm hạ cửa kính nói với cô bao giờ xong anh tới đón em nhớ kỹ không được uống rượu cô khép lại chiếc áo măng tô trên người cô gật đầu biết rồi vậy anh đi đường cẩn thận nói xong vẫy tay với anh rồi xoay người vào trong phó lâm ngồi trên xe nhìn cô đi vào trong vóc dáng cô tuy không cao nhưng dáng người vô cùng tốt đôi chân dài mà thẳng cô mặc quần bò bó sát lộ ra mắt cá chân bên dưới là đôi giày cao gót phó lâm nhịn không được lắc đầu sợ lạnh cũng là cô muốn đẹp cũng là cô thật không còn gì để nói chu hựu hựu vừa vào trong đã thấy hà thiến tử hà thiến tử cắt tóc ngắn hôm nay mặc áo xanh nước biển và áo khoác nhìn đến tiêu sái lỗi lạc hai người bạn thân mãi mới có dịp gặp nhau vừa gặp đã dính nhau không buông hà thiến tử ồn ào mùa đông ở phong thì đúng là không phải cho người ở mà không có lò sưởi là không được cô ở phương bắc đã lâu có thói quen dùng lò sưởi mùa đông năm ngoái cũng không trở về bây giờ quay lại cũng không thích ứng được chu hựu hựu cũng hùa theo đúng vậy đông chết người rồi mùa đông ở phía nam ẩm ướt lạnh lẽo ban ngày có mặt trời còn ấm áp nhưng trong phòng lại lạnh thấu xương tuy nói thế nhưng hai người lại mặc rất ít cũng chứng minh cho câu kia làm người ta cảm thấy vô cùng lạnh lão cũng may vào trong khách sạn còn đỡ, có lò sưởi, còn cởi áo khoác để lên tay. Hai đại mỹ nữ, ở đây, là Phương Dương. Đã lâu không gặp. Chu Hữu Hữu và Phương Dương cũng gần như ba năm không gặp, từ lúc tốt nghiệp tới bây giờ. Vừa gặp, Chu Hữu Hữu suýt chút nữa đã không nhận ra. Phương Dương đã khác xa so với trước kia, cả người cũng phải cao hơn mét tám, nhìn có tinh thần hơn nhiều. Hà Thiến Tử cười nói, Hà Hà Phương Dương, cậu cũng vậy thì thành công đó, nhưng tính xấu hẳn là cũng đuổi kịp rồi. Chú Hữu Hữu cũng nói, lớp trưởng, tôi sai rồi, trước kia không nên treo cậu là đồ lùng. Phương Dương cười ha ha, đừng chê cười tôi, nhanh, đi vào đi, mọi người cũng đang chờ rồi. Ba năm không gặp, mọi người có chỗ thay đổi, cũng có chỗ không thay đổi. Chú Hữu Hữu và Hà Thiến Tử ngồi cùng một bàn, Phương Dương cũng ngồi chung với bọn họ. Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, một đám người thoải mái tán gẫu, nói những chuyện ngày trước rồi cùng cười ha ha. Mà chu hữu hữu, đến cuối cùng vẫn là uống một chút rượu. Buổi tối cũng không ai mời rượu, chủ yếu là Phương Dương đứng lên, lớn tiếng nói, chúng ta đều là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội, không mời rượu nữa, rượu ai người đấy uống. Lớp trưởng lên tiếng, trong lòng mọi người tất nhiên cũng hiểu được. Hà Thiến tự uống một ly lại một ly, chu hữu hữu hỏi cô làm sao, cô ấy nói, hữu hữu, tớ có phải không tốt đúng không? trong lòng lại vẫn nghĩ tới Lâm Thịnh. Chu Hữu Hữu đau lòng vỗ vai, hơn ba năm rồi, cậu vẫn không buông xuống được sao? Hà Thiến Tử lại uống một ly rượu, nói, Lâm Thịnh mỗi ngày đều nhắn tin cho tớ, đã ba năm rồi, ngày nào cũng vậy. Anh ấy chính là muốn làm tớ chú ý, để tớ nhớ kỹ anh ấy. Chu Hữu Hữu không ngờ rằng còn có chuyện như vậy. Anh ấy nói hối hận vì không học hành chăm chỉ, bây giờ năm ba cũng liều mạng cố gắng. Giống như ngày một tiến bộ hơn còn khoe khoang cuộc sống mình tốt thế nào hà thiến tử không khóc trong lòng chu hựu hựu lại có chút chua sót cô cướp đi ly rượu trong tay hà thiến tử uống một ly lại một ly không ngừng rượu trên bàn hầu như là hai người uống năm ngoái tớ thấy lâm thịnh cái tên biến thái này còn đứng dưới nhà tớ nguyên ngày cậu nói xem anh ấy có ý gì anh ấy nói năm đó anh ấy không đồng ý chia tay nói xong lại uống thêm một ly Thiến thiến thích cậu ta thì quay lại đi tớ nhìn ra, cậu còn thích cậu ta. Nhưng thích cũng không thể làm ra cơm ăn được. Tớ cũng muốn được như cậu và Phó Lâm vậy, hai người cùng nhau tiến bộ. Mà tớ và Lâm Thịnh lại là cùng nhau làm bậy. Lúc kết thúc, Chu Hữu Hữu uống quá nhiều, Hà Thiến Tử triệt để say. Phương Dương để một bạn nam và một bạn nữ nữa đưa Hà Thiến Tử về nhà, còn cậu lại định cùng một bạn nữ khác đưa Chu Hữu Hữu trở về. Chu Hữu Hữu vẫy tay nói, không cần đưa, không cần đưa, bạn trai tôi chút nữa sẽ tới đón trên thực tế phó lâm vẫn luôn ở bên ngoài cũng không quay về cả buổi tối anh dựa vào ghế xe một mình chơi game bạn nữ kia đi bắt xe vì thế trên hành lang chỉ sóc lại phương dương và chu hữu hữu chu hữu hữu lung lay muốn đi ra ngoài nhưng phương dương lại sợ cô đeo giày cao gót đi không vững vì thế đưa tay muốn đỡ cô tay cậu ấy còn chưa kịp chạm tới cô đã bị một thân ảnh cao lớn kéo vào trong ngực là phó lâm phương dương biết anh nhàn nhạt cười chào hỏi chú hữu hữu thấy phó lâm cười ngu ngốc nói với phương dương tôi đã nói rồi bạn trai tôi sẽ tới đón tôi không cần làm phiền lớp trưởng như là giới thiệu bảo vật chú hữu hữu kéo tay phó lâm muốn tuyên bố cho cả thiên hạ đây đây chính là bạn trai tôi phó lâm phương dương lúng túng cười chú hữu hữu cảm giác say rõ ràng thấy bạn nữ đi tới cũng nhanh chóng giới thiệu màu tới đây giới thiệu cho cậu chút đây là bạn trai tôi, Phó Lâm. Tính cách cô bình thường cũng không thích khoe khoang trước mặt người khác, chỉ là sau khi uống say mới dám như vậy. Phó Lâm ôm cô hỏi, sao lại say thành như vậy? Phương Dương bên cạnh vội trả lời, buổi tối Hà Thiến Tử tâm tình không tốt, hai người bọn họ uống hơi nhiều. Chu Hữu Hữu tựa vào trên người Phó Lâm, nghe vậy cũng nghĩ tới Hà Thiến Tử, nói với Phó Lâm, anh biết không, Thiến Thiến thật đáng thương. Cô vừa nói vừa cọ lên người anh, em chỉ uống với cậu ấy một chút, không uống nhiều. Không uống nhiều cái đầu em. Phó Lâm cũng là nhìn thấy Hà Thiến tự uống say không biết gì bị người ta đỡ ra xe mới sốt ruột vào trong tìm chu hữu hữu. Trong lòng cũng đoán được bảy tám phần là cô say rồi. Thấy chu hữu hữu đứng cũng không vững, Phó Lâm lập tức ôm ngang cô lên, nói với Phương Dương một câu tạm biệt sau đó xoay người ra ngoài. Còn lại Phương Dương và bạn nữ đứng trên hành lang. Bạn nữ nhìn Phó Lâm và chu hữu hữu rời đi, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Phương Dương. Lúc học cấp 3, hầu như cả lớp đều biết Phương Dương thầm mến Chu Hữu Hữu, nhưng đương sự Chu Hữu Hữu một chút cũng không biết gì. Đi thôi. Bạn nữ nhìn Phương Dương cười một tiếng. Phương Dương sờ mũi, nói, đi thôi đi thôi. Không phải tất cả thầm mến đều có kết quả. Giấc mộng thầm mến có kết quả, ai lại không muốn khoe khoang. Chu Hữu Hữu thật sự đã say, là hét nói mình nóng quá, nhất định phải cởi quần áo. Bên ngoài chỉ có mấy độ, bên trong cô mặc mỗi một chiếc áo lông, Phó Lâm sợ cô lạnh, dụ dỗ nói, lên xe rồi cởi. Nhưng mà cô lại không muốn lên xe, nhất định phải lôi kéo anh đi dạo. Cô nói còn sớm, không muốn về nhà. Hơn 8 giờ tối, vừa hết Tết, khắp nơi vẫn giăng đèn kết hoa. Chu Hữu Hữu đi giày cao gót, bước đi không vững, Phó Lâm cũng không dám cho cô đi, đôi chân của cô trong mắt anh là đồ dễ vỡ, trước kia bị thương chắc chắn để lại di chứng sau đó đổi thành phó lâm cổng chu hữu hữu hai người đi bộ một vòng quanh công viên nhỏ gần khách sạn chu hữu hữu gục đầu lên cổ phó lâm vui cười hớn hở ngoài miệng không ngừng gọi phó lâm phó lâm phó lâm phó lâm vừa tức giận vừa buồn cười không nhịn được đưa tay vỗ mông cô một cái bảo em không được uống rượu sao lại không nghe lời vậy chứ chu hữu hữu vẫn còn ý thức cô cầu xin tha thứ nói phó lâm em thực sự không cố ý mà bạn thân em uống rượu Em khuyên không thành, đành phải uống cùng cậu ấy, em khuyên bảo thôi mà. Anh hừ một tiếng, em mà còn khuyên bảo. Phó Lâm, thật ra tối nay em rất vui. Cô cọ cọ trên người anh, anh biết không, nghĩ tới trước đây, em thực sự rất hạnh phúc, em khi đó rất thích anh, không nghĩ tới anh cũng thích em, anh nói xem, em có phải là người may mắn nhất thiên hạ không? Phó Lâm nhếch môi, chúng ta đều rất may mắn. Gặp được em, yêu em là chuyện may mắn nhất trên đời này chu hữu hữu nói không ngừng khi đó em thích nhất là nhìn trộm anh nhìn anh chơi bóng rổ nhìn anh ăn cơm nhìn anh học bài nhìn anh chạy bộ em còn có một bản lĩnh rất lợi hại có thể ở trong đám người liếc mắt là nhìn ra anh dù chỉ là bóng lưng thật ra em còn chụp trộm anh rất nhiều phó lâm phó lâm phó lâm sao em lại thích anh nhiều như vậy chứ anh có thích em nhiều như vậy không đôi khi em nghĩ nếu anh không thật sự thích em em phải làm sao bây giờ, nhất định sẽ đau khổ, muốn tự sát mất. Chu Hữu Hữu vừa dứt lời, giọng nói nghiêm nghị của Phó Lâm đã truyền tới, nói lời ngốc nghếch gì đó. Nói thêm câu nữa là anh ném em xuống đấy. Cô ý thức được anh đang tức giận, làm nũng, Phó Lâm, Phó Lâm, anh là tốt nhất, đừng tức giận được không? Không, anh tức giận rồi. Vậy phải làm sao anh mới hết giận chứ? Nói xong cúi xuống cắn một cái lên cổ anh, lại cảm thấy cổ anh ấm áp, còn rất thơm thơm, mềm mềm, vì thế lại vương lưỡi liếm mút một cái. Phó Lâm cũng không nhịn nổi, thả chu hựu hựu xuống. Lại muốn say khước đúng không? Giọng nói anh khàn khàn, hiển nhiên là do hành động vừa rồi của chu hựu hựu. Tại công viên này, anh hận không thể tử hình cô ngay tại chỗ. Chu hựu hựu trừng mắt nhìn Phó Lâm, em cảm thấy dáng vẻ anh ăn rất ngon. Cô đưa tay ôm eo anh, làm bộ lại muốn gặm cắn trước ngực phó lâm đẩy cô ra hỏi muốn tới nhà anh không chu hựu hựu nghiêng đầu tới nhà anh làm gì làm em phó lâm khẽ cắn môi tết này anh không ở phong thị cũng ở lại châu nam khá lâu hai người cũng mới gặp nhau được hai ngày trước ở cùng một chỗ lâu ngày hôm nào cũng được ăn ngọt vài ngày không ăn cảm thấy vô cùng thiếu thốn chu hựu hựu cười hì hì ôm chặt eo anh làm nũng được thôi anh tới đi chu hựu hựu Phó Lâm cảm giác da đầu rung lên, xem xem, ông đây mặc kệ em. Anh trực tiếp ôm ngang cô lên chạy về xe. Còn chưa tới nhà, Chu Hựu Hựu đã mơ màng ngủ mất. Cô nghiêng đầu cực kỳ không thoải mái, đầu liên tục bị đập vào kính. Đường về nhà cũng mất 20 phút, Phó Lâm hận không thể mọc thêm một tay để ôm Chu Hựu Hựu. Cô thật là ngốc nghếch. Cuối cùng cũng về tới nhà, anh xuống xe mở cửa, nghiêng người không lưng cởi dây an toàn cho Chu Hựu Hựu rồi ôm cô xuống động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô tỉnh giấc đến nơi chưa tới rồi anh giúp cô cởi giày cao gót trên chân chuẩn bị ôm cô vào phòng cô vẫn chưa quên lời nói vừa nãy ở công viên đâu cao hứng giữ chặt cổ phó lâm chân tay như bạch tụt quấn lấy người anh giọng điệu ngây thơ hỏi vậy anh bảo muốn làm chết em mà trên đường về nhà lửa nóng trên người phó lâm đã tiêu bớt chu hựu hựu lơ đãng như vậy lại đốt cháy bừng bừng được theo ý em Chương 70, Đồng Hồ Mỗi năm có một ngày 11 tháng 11, làm sinh viên hay gì, Chu Hữu Hữu cũng có danh sách đồ mình muốn mua. Nhưng dù sao cũng là sinh viên nghèo, năng lực mua sắm có hạn, chẳng qua cứ tới ngày này là bao nhiêu đồ giảm giá lớn, cô cũng muốn nhân cơ hội này mua gì đó. Bản thân cô không thiếu cái gì, nhưng cô nhìn trúng một chiếc đồng hồ nam, trước đó có giá 15.000 tệ khoảng 54 triệu đồng, lần này chỉ còn 13.000 tệ khoảng 46 triệu đồng vì vậy mà chu hữu hữu động lòng. Phó Lâm vẫn luôn có thói quen đeo đồng hồ, nói đến cũng cảm thấy kỳ lạ, chiếc đồng hồ anh đeo năm sáu năm nay bỗng nhiên không biết biến đâu mất, tìm khắp nơi cũng không thấy. Theo Phó Lâm nhớ lại, có một lần anh chơi bóng rổ, cảm thấy không tiện nên tháo xuống, sau đó tìm không ra. Anh là người cái gì cũng không thiếu, chi phí ăn mặc gì cũng là tốt nhất, nhưng đồ càng bên người lâu càng là đồ quý giá đáng hoài niệm. Chiếc đồng hồ đó cũng là quà sinh nhật mẹ anh từng tặng, cũng xem như ý nghĩa nhưng đã hơn nửa tháng trôi qua chiếc đồng hồ đó cũng khó mà tìm lại quanh năm suốt tháng ngày nào phó lâm cũng muốn tặng quà cho cô nhưng ngược lại cô rất ít khi tặng gì cho anh một phần là vì anh không thiếu thứ gì phần khác là do anh không muốn cô tiêu tiền bậy bạ lên người anh vừa vặn lần này chu hữu hữu muốn tặng cho anh chiếc đồng hồ kia chủ yếu là do nó khá giống với cái đã mất của anh kiểu dáng lại là kiểu chu hữu hữu vô cùng thích cảm giác đeo lên tay anh rất hợp. Nói thật, 13.000 tệ đối với cô cũng không phải chuyện hết sức dễ dàng. Cũng may là bây giờ cô có đi làm thêm nhiều, cũng có tiền trong người, có thể trả theo thời hạn. Chú Hữu Hữu tính toán, như vậy cô sẽ trả theo năm, mỗi tháng trả hơn 1.000 tệ hơn 3 triệu, cho nên cô có hai lựa chọn, một là ăn mặc mỗi tháng giảm đi một nửa, hai là tiếp tục kiếm việc làm thêm. Tiết kiệm là chuyện không thể nào, tiền của con gái tiêu vào đâu cũng không hết, vì thế chu hữu hữu tính toán sẽ đi làm thêm bây giờ kỹ năng dương cầm của cô cũng không tệ đàn nhị càng không phải vấn đề vì thế muốn tới vài khách sạn xung quanh hỏi một chút nhưng không may mắn lắm tay nghề đàn dương cầm của cô không nơi nào vừa lòng mà đàn nhị lại rất hiếm càng khó để kiếm việc bạn cùng phòng đề nghị chu hữu hữu có thể đi làm gia sư dạy đàn nhị một buổi có thể kiếm được 200 tệ hơn 700 trăm nghìn vì thế chu hữu hữu không nói hai lời lập tức đi tìm khoảng một tuần sau có gia đình liên hệ cô, sau khi nhìn tất cả các loại giấy khen giải thưởng của chu Hữu Hữu, quyết định để cô đến dạy cho đứa nhỏ nhà mình. Đối phương đưa ra điều kiện là mỗi buổi chiều thứ bảy hoặc chủ nhật, chu Hữu Hữu cần dạy hai tiếng, dù sao cũng không phải thầy cô chuyên nghiệp, cho nên tiền dạy học là 300 tệ một tuần. Chu Hữu Hữu đồng ý, một tuần 300 tệ, một tháng được 1.200, thật sự rất khả quan. Nhưng một hai tuần đầu không có vấn đề gì, lâu về sau, mỗi buổi chiều ngày nghỉ cô đều phải đi dạy thêm, Thời gian ở cùng Phó Lâm thiếu thốn vô cùng. Việc học hai người đều bận biệu hơn nữa Phó Lâm còn học y, đương nhiên bọn họ học chung trường đại học là có thể dễ dàng gặp nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ngoài trừ buổi tối có thể ở chung thì cũng chỉ còn hai ngày cuối tuần để gặp nhau, thỉnh thoảng một trong hai người còn phải đi học ngày cuối tuần, cho nên thời gian gặp nhau ngày càng ít đến đáng thương. Chỉ là Chu Hựu Hựu khó tránh khỏi có chút oán giận. Thằng nhóc cô dạy thực sự rất nghịch ngợm, tuần này còn lấy kẹo cao su dính lên tóc cô hai vị phụ huynh vô cùng khách khí vẫn luôn nói lời xin lỗi còn muốn đưa thêm tiền dạy thêm đứa nhỏ nghịch ngợm cũng không phải ngày một ngày hai bố mẹ nó cũng không còn cách nào nên mới cho học âm nhạc để tu thân dưỡng tính ban đầu cố kỵ chu hữu hữu là người lạ còn thu liễm tính khí một chút nhưng sau vài tuần bắt đầu bộc lộ bản tính chu hữu hữu nói chuyện nghiêm túc cũng không nghe bắt đầu ra tay chỉnh người buổi chiều thứ bảy đi dạy về chu hữu hữu nắm đuôi tóc dính kẹo cao su phía sau không còn cách nào phải cầm kéo cắt đi lúc cắt còn không sao sau khi cắt đi nhìn lọn tóc ngắn phía sau liền nhìn không được phát khóc lúc phó lâm trở về thấy chu hựu hựu đứng trước gương khóc anh hoảng sợ vội vàng chạy tới hỏi lý do chu hựu hựu một năm một mười nói xong trong lòng ấm ức đi dậy nhìn thì dễ nhưng thật ra rất khó vừa phải có kiên nhẫn bao dung vừa phải yêu thích nghề này cô cảm thấy mình quá vụng về dạy một đứa trẻ cũng không xong cô bắt đầu hoài nghi bản thân sau này tốt nghiệp ra xã hội thì phải làm sao bây giờ? Nếu đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa cô phải làm sao? Đến lúc đó sẽ không chỉ là cắt đi một chút tóc đơn giản như này nữa, nghĩ thôi cũng cảm thấy khổ sở trong lòng. Phó Lâm đau lòng xoa đầu cô, ôm cô vào trong ngực dụ dỗ, đồ ngốc này, không vui thì không làm nữa, thế giới lớn như vậy, muốn sinh tồn còn có rất nhiều cách. Chu Hữu Hữu sụ miệng, cảm thấy Phó Lâm nói có lý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi buồn. Phó Lâm nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, nhìn không được trong lòng khẽ động, cúi xuống hôn lên miệng nhỏ của cô. Hôn cô đến mức đầu óc choáng váng thở dốc, cũng quên mất luôn chuyện này. Cô thật sự rất dễ dỗ. Tuy không quan tâm tới ngày 11 tháng 11, nhưng ngày này không muốn người ta nhớ kỹ cũng khó, khắp nơi đều là tuyên truyền quảng cáo, đều là thủ đoạn marketing. Hiếm khi hôm nay Phó Lâm rảnh rỗi, không đọc sách cũng không học bài, rảnh rỗi nằm bên cạnh Chu Hựu Hựu, cùng cô vành tai tóc mai chạm nhau nằm trên giường, Phó Lâm hỏi Chu Hữu Hữu xem có muốn mua gì không, đưa tay muốn lấy điện thoại cô nói, nào, để anh mua hết đồ trong giỏ hàng cho em. Một câu thôi mà mị lực bắn ra bốn phía, câu nói này chính là lời tâm tình tốt nhất trên thế giới, trong lòng Chu Hữu Hữu mềm mại hẳn. Quả nhiên, người đàn ông cô nhìn trúng đúng là không giống người thường. Nhưng cô rất nhanh đã khôi phục lý trí bảo vệ điện thoại, không, không, chỉ là một chút đồ nhỏ mỗi lần tiêu tiền của anh làm lương tâm em cắn rứt lắm anh ôm cô đặt xuống dưới thân cắn vai cô cười nhẹ lương tâm cắn rứt thì mau chóng hầu hạ tiểu gia đây cao hứng đi phó lâm vẫn là người xấu xa tuy rằng học y nên tính cách bớt đi rất nhiều nhưng những lúc tỏ ra bá đạo vẫn làm trái tim cô ngứa ngáy chu hựu hựu ngoan ngoãn nằm dưới thân anh giống như nàng dâu nhỏ cười cười hai người khó tránh khỏi một hồi kích tình bắn ra bốn phía tuổi trẻ các phương diện đều tốt có sức sống có thể lực, cả đêm vài lần thì tinh thần vẫn hưng phấn mười phần. Chu Hựu Hựu vì chờ tới 12 giờ đêm để tranh đồ nên không thể ngủ được, Phó Lâm cũng thức cùng cô. Trải qua một hồi vận động, da thịt thân cận. Cô vùi mình trong lòng anh, nâng di động nhìn nhìn. Anh cũng đặt cầm lên đỉnh đầu cô, cũng cầm điện thoại xem tin tức thời sự. Nhưng tay lại không thành thật, chỗ này so một chút, chỗ kia bóp một cái, thỉnh thoảng còn hứng trí cắn lỗ tai cô. Ngoài miệng chu hữu hữu nói chán ghét nhưng trong lòng lại vô cùng thích, có cảm giác như anh mang theo ma lực, làm trong lòng cô run rẩy. Cuối cùng cũng tới 12 giờ, chu hữu hữu khẩn trương nhìn điện thoại, đồng hồ đếm ngược còn 30 giây để tranh đồ. Ngàn tính vạn tính, cuối cùng tới 12 giờ đêm, lúc ấn thanh toán, hệ thống bắt đầu sập. Chờ tới lúc chu hữu hữu loát lại trang web đã qua mất một phút. Cô nâng điện thoại tức giận hét lớn, hệ thống chết tiệt này, vừa rồi em trả tiền mà nó lại sập. Hu hu. Đơn hàng được giảm giá bây giờ biến thành trả toàn bộ giá tiền như thường rồi. À, tức chết em rồi. Phó Lâm không tham dự, cho nên cũng không thể cảm nhận được cảm xúc của cô. Hơn nữa trước nay anh mua đồ cũng không đợi tới lúc giảm giá, thích thì mua, không chọn thời điểm. Cho nên, anh nhìn thấy đơn hàng giá gốc chỉ cần hơn 100 đồng kia, anh cười nói, không phải chỉ hơn 100 đồng sao, anh chuyển cho em. Không giống nhau, em cảm thấy không tranh được rất là vô dụng vô cùng tổn thất. Nhưng loại cảm giác này Phó Lâm rất khó để hiểu nổi. Ha ha ha! Anh cảm thấy có phần thú vị. Mua sắm trên mạng, tiền tiêu như nước. Chỉ trong mấy phút, chu Hữu Hữu đã thanh toán hết đồ trong giỏ hàng. Phó Lâm tắt đèn, lôi kéo chu Hữu Hữu đi ngủ. Ai ngờ cô lại nói phải đợi chút để thanh toán nốt. Ngày mai trả tiền cũng như nhau thôi mà. Anh dỗ dành nói. Không giống, em trả tiền sớm thì có thể giao hàng sớm hơn, biết đâu mai giao luôn thì càng tốt. Vội vã như vậy sao? Ừm. Đây là đồng hồ đã tỉ mỉ chọn cho anh, cô chỉ hận không thể giao ngay bây giờ. Vì thế Phó Lâm lại thức cùng cô thêm một tiếng nữa. Chu Hữu Hữu cũng muốn cho anh một bất ngờ nên cũng không muốn nói cho anh biết chuyện này, vì vậy dỗ dành anh đi ngủ trước. Phó Lâm cũng thực sự buồn ngủ, theo thói quen ông cô, vùi mặt lên cổ cô nói ngủ ngon, bảo cô thanh toán xong thì đi ngủ đi, không nên nghịch điện thoại nữa. Rạng sáng hơn 3 giờ, Phó Lâm đi vệ sinh về. Thời tiết đã dần lạnh, anh thay cô đắp chăn, thấy điện thoại vẫn ở trong tay, anh cẩn thận lấy ra. Cũng khéo, lúc này điện thoại sáng lên, có thông báo nhắc nhở giao hàng, Phó Lâm lơ đã liếc thấy mấy chữ đồng hồ nam. Anh mở app mua sắm ra, nhìn chiếc đồng hồ đang được giao hàng kia. Cũng không khó đoán lắm, liên hệ với mấy việc gần đây, phó lâm cũng hiểu được nguyên nhân cô đột nhiên đi làm thêm buổi tối khuya trong lòng một đại nam nhân nào đó mềm mại muốn hóa thành nước một mỗi người làm một việc không có sự phối hợp tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo